Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Một ngày mới lại bắt đầu thì tiếp tục hành trình chia sẻ đến mọi người những địa điểm chay ở Sài Gòn. Thì hôm nay Dương đang có mặt ở địa chỉ là 260 đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận. Nhận trước màn hình của mọi người là một nhà hàng chay tên là nhà hàng chay và coffee Sati. Và đây là một nhà hàng chay mới mở trên địa bàn quận Phú Nhuận nha mọi người. Một nhà hàng chay mà em thấy ở bên ngoài là decor rất là bắt mắt, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì Dương sẽ bước vào trong để gửi đến mọi người cái không gian bên trong của nhà hàng cùng với những món ăn và giờ giấc hoạt động của nhà hàng con xem như thế nào mọi người nhé. Dạ, mến thưa quý vị khán giả và các bạn, thì hiện tại Dương đang ngồi với bạn Đăng. Bạn Đăng là phó phòng marketing của chuỗi nhà hàng chay và cà phê Sati. Xin chào Đăng. Dạ, xin chào anh. Và bây giờ thì Dương sẽ nhờ Đăng chia sẻ với mọi người một vài thông tin về nhà hàng của mình đi Đăng. Sati là một nhà hàng chay mang hơi hướng hiện đại. Và cái ước mơ của tất cả những người cộng tác để tạo nên Sati, mọi người luôn mong muốn là cả thế giới cùng ăn chay. Cho nên là nhà hàng Sati là sẽ không có cái kiểu trang trí hoặc là những cái menu giống như một cái nhà hàng truyền thống mà các bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu. Nhưng mà nhà hàng hướng tới là những thực khách trẻ hoặc những người đang tìm hiểu những cái phương thức ăn uống một cách lành mạnh. Tức là mục tiêu chính của chúng em là khiến cho những người chưa ăn chay phải ăn chay. Phải hiểu rằng ăn chay không chỉ dành riêng cho Phật tử, mà ăn chay là phải ngon, phải vì sức khỏe và phải khoa học. Ăn chay không những vì tôn giáo ha, cùng ăn chay sẽ vì sức khỏe của mình nữa. Rồi với lại là thực sự là một nhà hàng thiết kế rất là hiện đại luôn mọi người. Rồi đang tiếp tục Với mục tiêu đó thì tụi em phải kiên quyết với hai điều đầu tiên để mà bảo vệ sức khỏe của mọi người. Đó là chính là tụi em không sử dụng những thực phẩm giả chay. Anh có thể thấy từ cái bàn shopping của tụi em là không hề có bất cứ một cái thực phẩm giả chay nào. Và những nguyên liệu là tụi em sẽ lựa chọn những nguyên liệu tươi nhất, ngon nhất trong mức có thể của nhà hàng. Ngay cả cái chả ở dưới mình gọi là chả, nhưng thực ra là nó là nấm mà tụi em đã giả ra để làm thành cái chả đó. Thực sự là thành phần đều là 100% tự nhiên hết. Và tất cả là nguyên liệu là bên nhà hàng mình sẽ sơ chế và chế biến hết đúng không? Dạ, tất cả đều phải tự tay nhà hàng chế biến. Bởi vì tụi em phải đảm bảo được cái khâu chất lượng đó. Không thể không nhận, tụi em sẽ không nhận từ những nguồn chế biến sẵn. Còn nhà hàng mình có sử dụng bột ngọt hay cái gì không nhờ Đăng nhờ? Dạ không anh, bột ngọt cũng là một trong hai cái mà tụi em kiên quyết không sử dụng, là thực phẩm giả chay và bột ngọt. Đó là hai cái tiêu chí của nhà hàng. Bột ngọt thì rất là hại sức khỏe. Tụi em sử dụng cái vị nguyên bản của rau củ. Và tụi em sơ chế, tụi em hầm nó theo một công thức riêng để nó vẫn đảm bảo được cái sự ngon. Mình nếm vô là mình vẫn thấy nó vẫn phải ngon, nhưng mà nó vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Tụi em sẽ có cái bộ định lượng rõ ràng. Rất là hiện đại và quy trình rất là quy củ luôn mọi người. Nhà hàng sẽ dùng tất cả là nguyên liệu là từ 10 loại rau củ, chứ không thấy trên tường thì tiếng như sẽ quay cho mọi người. Và mình sẽ chiết xuất ra là những loại nước lèo, nước sốt gì đó, đúng không ạ? Một cái không gian nhà hàng mà khi mình Dương mới bước vô mọi người, thực sự Dương rất là ấn tượng luôn. Tại vì Dương đã quay rất là nhiều cái nhà hàng chay ở Sài Gòn rồi, nhưng mà thực sự rất ấn tượng với nhà hàng chay Sati. Tại vì một không gian rất là ấm cúng nè, mọi thứ bài trí Dương thấy rất là hài hòa luôn. Từ cho những cái bóng đèn, một cái gam màu trầm ấm, và đến những hũ đựng gia vị á, thiết kế rất là xinh xắn luôn. Còn cái menu thực sự rất là ấn tượng. Tí nữa Dương sẽ dẫn mọi người xuống xem menu ha. Một menu nhà hàng chay mà không bao giờ mọi người nghĩ đó là những cái món chay đó mọi người ạ. Rồi trên bàn thì Dương có thấy có một cái bảng như là sứ mệnh của Sati ha. Đăng có thể giới thiệu sơ cho Dương về cái sứ mệnh của nhà hàng trên cái này không? Cái này là cái thông điệp của ai viết nhà Đăng nhỉ? Dạ, đây là cái thông điệp và sứ mệnh của nhà hàng là do Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn 3F viết. Tập đoàn 3F là tập đoàn sở hữu chuỗi nhà hàng chay và cà phê Sati. Thông điệp giống như hồi nãy em đã chia sẻ là bởi vì tụi em, những người sáng lập ra Sati, thì tụi em đau đớn đi tìm một cái cách nào mà để cho mọi người vừa ăn chay đó, mà vừa bảo vệ sức khỏe. Không phải là kiểu ăn chay kiểu truyền thống mà mọi người phải cố gắng là ăn khắc khổ, ăn lam lũ nữa. Đúng rồi. Thì cái kiểu ăn chay truyền thống đúng thì rồi. Em thấy rồi đó. Nhưng mà mọi người phải ăn thật khoa học và phải đầy đủ dinh dưỡng. Là mình vì sức khỏe của mình, nhưng đó cũng là cách mà mình thể hiện cái tình yêu thương tới thế giới, tới đúng những loài vật khác đó. Thì nhưng mà quan trọng hơn hết đó chính là cái việc mà chúng ta có thể
không có thể là khỏe, có thể khỏe mạnh và không bị những cái bệnh mà do các cái nhân tố độc hại khác bên ngoài gây ra. Thì trong nhiều những sách về dinh dưỡng hoặc là những cái quyển về enzyme thì anh cũng đã thấy rồi, ok anh biết. Thì những cái quyển đó thì có thể là ăn chay nó là một cái lựa chọn mà để bảo vệ sức khỏe, nhưng mà hiện tại nhiều người lại giữ cái thói quen ăn mặn. Đúng rồi. Tại vì cái đó không phải người ta muốn ăn mặn, đó là chỉ là người ta có quá nhiều lựa chọn và người ta thực sự là đang tìm một cái chỗ nào đó ăn chay nó hiện đại, nó cấp tiến. Đúng. Và nó đảm bảo được đầy đủ hương vị. Nên chỉ nhiều khi thì mình lại nghĩ ăn chay chỉ dành cho riêng một dạng đối tượng, những cái người thiên về tôn giáo, hoặc là những cái người người ta chọn một cái lối sống khác biệt của mọi người. Nhưng mà thật sự thì ăn chay nó phải là phổ quát. Okay. Nó phải là một xu hướng mà mọi người cùng chung tay lại ăn chay. Để không những mình cho mình mà mình còn cho những người xung quanh và cho cái thế giới mà chúng ta đang sống. Đúng rồi. Yeah. Ăn chay bây giờ là phải ăn chay cảm thấy là mình vui và mình thích ăn ha, chứ yeah. không phải ăn chay kiểu như bắt buộc. Yeah. Đúng không? Nhà hàng đã hướng tới vấn đề như vậy. Yeah. Đúng không ạ? Thì em đang hướng tới một cái ước mơ, một cái viễn cảnh là tất cả mọi người đều ăn chay. Đó là slogan của nhà hàng. Yeah, okay. Cả thế giới cùng ăn chay. Yeah. Một những slogan rất là ý nghĩa luôn mọi người. Yeah. Trong những mục tiêu gần nhất là cho những người ăn mặn, người ta sẽ thử món chay của nhà hàng và từ đó người ta chuyển sang ăn chay luôn. Thì đó đang là mục tiêu gần của tụi em. Rồi, yeah. Rất là hay luôn mọi người. Rồi ha, bây giờ là Dương với Đăng cũng vừa chia sẻ một vài cái thông điệp cũng như là cái nhân duyên của nhà hàng Sati đã mở ra và đối với cộng đồng thế nào. Còn bây giờ thì Dương với Đăng sẽ mời mọi người đến xuống coi cái live đồ ăn của bên dưới nhà hàng Sati mọi người ha. Và sẽ từ từ sẽ quay cho mọi người không gian, thì sự không gian rất là trẻ trung hiện đại luôn mọi người ơi. Dạ. Dạ rồi, em mình đi xuống Đăng ha. Dạ, dạ xin mời. Dạ mến thưa quý vị và khán giả và các bạn, thì bây giờ Dương đang đứng ở tầng trệt của nhà hàng Sati ha. Phía trước màn hình của mọi người đó chính là cái quầy để mọi người, để khách có thể đến order và các bạn nhân viên sẽ làm món để cho khách. Phía trên này sẽ là một cái menu mà menu Dương thấy rất là ấn tượng luôn Đăng. Đăng có thể giới thiệu cho Dương một vài cái món, vì sao mình có những cái tên hay như vậy không Đăng? Món ăn của bên Sati thì sẽ có một câu chuyện riêng đằng sau đó. Cho nên là cái tên nó sẽ rất là đặc biệt so với những cái nhà hàng khác. Đúng thì, rồi. Ví dụ như món phở 38 năm cuộc đời, thì món phở này được tạo nên bởi một cái người đầu bếp mà mẹ của người đầu bếp ấy là một cái người nấu phở truyền thống. Và bà nấu rất ngon và rất nổi tiếng ở nơi của bà. Thì khi mà cái người con trở thành một cái người đầu bếp và anh ta chuyển sang ăn chay, anh ta muốn giữ một cái lối sống thật là healthy và balance, cho nên là anh ta chuyển sang ăn chay. Và khi mà anh ta ăn chay, anh cố gắng đem trọn cái hương vị của một cái món phở truyền thống vào trong cái món phở chay. Cho nên là cái món phở này có tên 38 là phở 38 năm cuộc đời. Là lúc hoàn thành công thức này anh ấy 38 tuổi. 38 tuổi. Dạ. Ủa, anh đầu bếp đó là ở đâu nhà Đăng nhỉ? Dạ, anh đầu bếp đó quê ở Cần Thơ. Anh ấy là một người nấu phở kiểu miền Tây á. Ồ, anh đầu bếp đó anh như cũng làm ở nhà hàng mình hay sao? Hiện tại anh đầu bếp chỉ cộng tác thôi chứ không trực tiếp đứng ở đây. Yeah. Nhưng mà công thức thì sẽ nhà hàng công sẽ áp dụng công thức của anh đúng không? Yeah. Rất là hay luôn mọi người. Thì bây giờ cái món của nhà hàng thì Dương thấy là tầm bao nhiêu món vậy Đăng ơi? Nhà hàng mình thì có khoảng hơn 20 món. Hơn 20 món ha, mỗi món đều là một câu chuyện nhờ. Mỗi món là một câu chuyện. Nhưng mà sau đó có một số chỗ thì tụi em sẽ chơi chữ để cho nó vui hơn. Có một số chỗ thì sau đó lại là một câu chuyện. Ví dụ như bún không phải Huế không phải Thái, đó là một câu chuyện. Khi mà tụi em kết hợp giữa vị bún Huế và vị bún Thái lại với nhau, cho nên là gọi nó bún Huế thì cũng rất là khập khiễng, mà gọi là bún Thái thì cũng không đúng. Nhưng mà một số cái là thuần túy chơi chữ, ví dụ như là rơ đợ. Okay. Mà nghe vào là mình thấy bất ngờ. Ủa, tại sao trong một cái nhà hàng mà mình lại có cái chữ ở đỡ ở đây, sao nó phèn quá. Ở đỡ ha, là bên cái menu món nước Đăng ha. Bên menu món nước thì trà sữa này thì ở ngày xưa ở thì người ta gọi là sen, trà sữa ở đỡ thì thực ra là trà sữa sen. Nhưng mà tại vì tụi em chơi chữ cách tân nó lên một xíu để cho phù hợp với các bạn trẻ mà đang muốn tìm một cái gì đó fun, cái thứ gì đó thú vị. Rồi bây giờ mời Đăng đi xích lại gần cái cái menu đi. Đăng nói qua về menu, tại menu món nào thì nhà hàng cũng đã thay đổi cái tên nghe cho nó hấp dẫn ha. Thực khách vừa hấp dẫn vừa có thể nhớ những món của mình của nhà hàng. Rồi sẵn hết. Ok. Nói qua cũng được rồi. Nhiều món hay quá. Phở 38 năm cuộc đời thì nãy em đã chia sẻ rồi nè. Bún không phải Huế phải Thái xong. Cơm tấm ná bì chẩm thì mình chỉ việc lấy ngược lại thôi. Ná bì chẩm là nấm bì chả.
cái trend bây giờ đó ha, có những nhà hàng họ cũng lấy ngược lại như vậy đó. Ủa, thiếu trộn thanh xuân thì nó có một cái câu chuyện là người Sài Gòn mình dường như là mình lớn lên chung với cái tiếng của thiếu trộn ngoài chợ. Ok. Và các bạn sinh viên thì đều nhớ tới là cái món cứu đói mà mỗi đêm mà chạy đồ án đầu đều là cái tiếng của thiếu gõ nó ăn vào cái tuổi tuổi xuân của các bạn, nghe cái tiếng của thiếu gõ mà vô cũng rất là bồi hồi luôn mọi người. Nhớ lại những thời gian cách đây chắc 20 năm rồi đó mọi người ạ. Hơn 20 năm rồi. Những cái món như bánh canh số 2 không phải ai số 1, không vì vì không ai số 1 ha. Dạ, món này thì tụi em nấu xong thì mình ăn mình thấy ngon quá. Thật sự là mình thấy ngon quá, nhưng mà mình kiêm tốn, mình không phải đồng nhận mình nấu ngon số 1 đúng không? Dạ, ok, mình nhận số 2 thôi. Rồi. Rồi bên kia là menu món nước ha. Bên đây là món nước. Rất là hay luôn. Thì tụi em cũng áp dụng cái biện pháp chơi chữ, ví dụ như cà phê sữa ông thọ, nhưng mà thay vì mình ngưng cái đó thôi thì nó không hay lắm. Cà phê sữa ông thọ mạng lâu dài thì uống vô lâu dài nữa. Uống vô mục đích là mình cầu mong sức khỏe, sự trường thọ, cũng như là bạc xỉu chút rồi tỉnh. Dạ. Hoặc là trà sữa San Francisco Long thì con đường là con đường mà nhà hàng chúng ta được hay ở đó. Nhà hàng làm những cái món tên như vậy là rất là trẻ trung luôn nè. Dễ hợp lòng với trẻ lắm. Rồi, ở đây thì Dương thấy có một cái quầy, một cái tủ để mình để những loại nước này á. Cái này thì nhà hàng mình nhập ở đâu hay sao nhỉ Đăng nhỉ? Dạ, tất như em nói chia sẻ với anh trước là tất cả những món này đều được nhà hàng đem về và chế biến. Giống như để bảo lưu cái lượng vitamin và bảo lưu cái vị ngon của trái cây và rau củ thì tụi em sử dụng hình thức ép chậm. Tất cả mọi loại nước ở đây đều được tụi em ép chậm hết. Và như anh thấy nè, nước ép rất là tự nhiên, cho nên để lâu lâu mình sẽ thấy là cái đáy có cặn bên dưới. Cái phần xu thế bây giờ là dùng ép chậm mọi người ha. Ép chậm thì nó sẽ giữ được tất cả cái tinh chất của những cái loại rau củ á mọi người. Xu thế bây giờ là ép chậm chứ không dùng cái máy ép nhanh. Cà phê thì tụi em vẫn là làm chỉ có nước suối tụi em hoạt động. Ok, đây có trà sữa nè. Cái loại nước ép. Rồi cà phê sữa ha. Cà phê đen. Rất là đa dạng luôn mọi người ạ. Và những cái chai nhà hàng thiết kế đẹp quá. Dạ, tụi em bảo vệ môi trường nên là kiên quyết cũng không có đồ nhựa luôn. Thì cái chai này, cái nước suối tụi em sử dụng cũng là phải những cái hãng nước suối mà có sử dụng trang thủy tinh. Rất là thủy tinh. Và cả cái ở đây thì chưa thấy. Bé lấy cho anh cái hộp đó đi bé. Cái hộp đó hộp nào cũng được. Thấy tụi em sử dụng á. Đây là thích ở quay mang về mình sử dụng cái hộp này đúng không ạ? Ok. Bả mía. Đúng rồi. Đây là giống đó. Như cái xu thế hiện tại. Đúng rồi, nhà hàng, nhiều nhà hàng dân đi thì cũng những quán chay họ cũng mà dùng cái đồ hộp là bã mía và ống hút gì đó sẽ dùng là bằng bằng giấy. Họ sẽ không dùng nhựa ha. Dạ, tụi em không, nó không có nhựa trong nhà hàng. Okay. Dạ. Ngoài ra thì để tiết kiệm giấy thì một trong những xu thế là tụi em cũng sẽ không có in bill luôn. Không in bill luôn. Dạ, không in bill cho khách. Nó chỉ một vài cái note nhẹ để phục vụ nhớ đúng món mà làm thôi, còn ngoài ra tụi em không in bill. Rồi, nhà hàng bảo vệ môi trường tiết kiệm tối đa luôn á. Những cái gì có hại môi trường là nhà hàng sẽ không dùng ha. Đó là những gì mình hướng tới, thì mình không thể nào mình nói là tôi ăn chay vì sức khỏe, tôi ăn chay để mang lại nhiều lợi ích, mà cái việc mà đơn giản nhất là mang lại lợi ích cho cái môi trường mình đang sống mà mình làm không được, thì tụi em đang hướng tới làm việc đó. Ok, rất là hay mọi người ạ. Dạ mọi người ơi, hiện tại bây giờ thì Dương với Đăng đang đứng ở tầng 1 của nhà hàng Sati ha. Thì tại vì không gian thực sự quá là đẹp đi, nên Dương sẽ gửi đến mọi người một vài cái chi tiết của những cái tầng phục vụ khách hàng ăn tại chỗ ha Đăng ha. Rồi đây là tầng tầng 1 đúng không? Đó, một không gian thấy là nhà hàng đầu tư rất là công phu luôn mọi người, tất cả mọi góc này, mọi điểm đều trang trí rất là đẹp luôn. Đây là một cái bảng, các bạn này là sẽ chạy những cái món ăn của nhà hàng đúng không Đăng? Dạ, những các bạn này sẽ chạy những món mà signature. Signature mà khách ăn nhiều, tụi em sẽ lấy hình lên đây. Đó rất là đẹp luôn ha. Rồi, cho xin phép mọi người ha, dừng qua cái toilet luôn, tại vì đẹp quá. Đây mọi người ha, đó. Một không gian thực sự không có gì để chê đâu. Bây giờ mình còn tầng nào nữa không Đăng? Dạ, mà ở trên đây thì mình đi lên nữa sẽ có tầng 2. Ok. Hiện tại tụi em đang phục vụ tầng 1 và tầng 2. Ok, dạ. Mình sẽ đi tìm tầng 2 nha, coi có gì bất ngờ nữa không mọi người ơi. Dạ, thì đây là cái phòng đầu tiên của tầng 2 ạ. Phòng này có hướng về ban công. Rồi, cho nên là buổi sáng mình ở đây thì nắng sẽ vào, cho nên là rất là sáng sủa và thông thoáng. Wow, dạ. Đẹp quá. Dạ.
Trên này là có những cái câu slogan của nhà hàng ha. Dạ, tụi nước. Em muốn lan tỏa thật là nhiều những cái gì mà tụi em đang làm để cho mọi người đều nắm được. Ví dụ như cái thông điệp không sử dụng nhựa, hoặc là thông điệp sử dụng rau củ chứ không có sử dụng những cái chất khác. Rồi dân đọc cho mọi người ha, nước dùng thật ngon, lại không bột ngọt, dinh dưỡng đầy đủ từ 10 rau củ. Sasti ấp ủ ha mọi người, rồi rất là hay luôn. Trên dạ. Mỗi nơi là nhà hàng sẽ trang trí, bài trí một cái cũng có rất là nhiều mục đích ha, chứ đâu dạ, phải là đơn giản đó đó. Đây thì tất cả mọi thứ đây, Dương sẽ quay cho mọi người coi này. Tất cả đều rất là đẹp, sang trọng luôn ha. Từ những cái hũ này là hũ gia vị đúng không Đăng? Dạ, nó hũ là hũ gia vị. Rồi. Đó, đẹp. Nhà hàng dùng gỗ hết nha. Dạ. Tất cả những cái ghế, những cái bàn thì đều được thiết kế rất là chỉnh chu, sang trọng luôn mọi người. Dạ. Yên tâm đến đây thì không phải là nâng tầm những cái món ăn chay lên một cái tầm cao mới nha. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua tham quan một vòng một tầng bên kia, phòng bên kia. Cái phòng nữa của tầng 2. Rồi, đây cũng sẽ là một cái phòng xinh xắn ha, cũng giống tầng 1 nha Đăng ha. Dạ. Vẫn giống tầng 1, em vẫn sử dụng những cái tông màu pastel là chính. Đúng rồi. Chỉ nhìn vào nó không bị chói quá, nó cũng không có nhạt nhạt quá, mà nó có một cái cách thanh lịch. Dạ. Để cho mọi người vào đều có những cái trải nghiệm tốt nhất. Sẽ đầu tiên mình vô ta nhìn. Đúng rồi. Dịu mắt lắm, nhà hàng thiết kế tông màu rất là dịu mắt luôn mọi người. Dạ. Trên tường thì lúc nào cũng để có viết những cái câu slogan nó đẹp luôn. Anh ơi nhớ lấy câu này, nhựa không độc, nhựa kia độc hại, bớt xài nha anh. Và mọi người vô đây ngồi chào món ăn, đọc những cái này rất là hay luôn. Yeah. Rồi ok, mình gửi đến thông gia như vậy thôi. Dạ, sắp tới mình sẽ còn những clip nữa. À. Tụi em sẽ làm những cái món, những cái phóng sự về những cái món ăn của tụi em. Và cái cách giống như em đã từng nói anh là mỗi một cái món ăn nó có một câu chuyện. Tụi em sẽ cố gắng tái hiện câu chuyện ở trên clip. À, và sau khi đó tụi em sẽ phát trên này để cho mọi người cùng xem, và trên, dĩ nhiên là trên những nền tảng khác nữa. Rồi, rất là mình đẹp sẽ thấy được cái mọi người hãy chờ đón nha. Dạ. Một nhà hàng thực sự rất là ấn tượng luôn mọi người ạ. À. Dạ cả nhà, bây giờ thì Dương đang xin phép vô trong cái quầy mà để các bạn làm món cho khách á, thì không biết cho Dương hỏi một xíu ha. Thì trong này là mình có những nguyên liệu gì vậy ạ? Dạ, bên đây là nấm, gọi là nấm rim. Nguyên liệu chính của phở. À, của phở đúng không? Dạ. Rồi qua bên này là hoành thánh chiên đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Đó, đây là nấm đông cô. Nấm đông cô. Dạ. Đây là chân nấm. Chân nấm. Dạ, đậu hũ chả. Đậu hũ chả. Đây là nấm nấm đùi gà nướng. À, đầu gà là mình xách ra đúng không ạ? Dạ, rồi mình nướng ha. Còn đây là tai nấm nướng. Tai nấm nướng à? Dạ. Đây là nấm xào. Nấm xào. Tất cả nguyên liệu của mình thì hầu như là nấm nhiều đúng không ạ? Nấm và đậu hũ đúng không? À, những cái nguyên liệu này thì mình ăn với kèm mấy món gì đâu ạ? Ví dụ như bún Thái, không phải Huế, không phải Thái thì ở đây có chân nấm này, đậu hũ, chả, nấm đùi gà với lại tai nấm. À, một cái loại một tô bún như vậy thôi mà rất là nhiều cái nguyên liệu đúng không ạ? Rồi bây giờ chắc là nhờ các bạn ha, các bạn đầu bếp làm thử một vài món để dân quay gửi đến mọi người quý khán giả luôn nha. Còn bên này là nước để trộn trộn bún trộn phở ha. Dạ, nước trộn thì chúng giữ nhiệt độ là tầm 80-90 đến 100 độ. À ok ha. Đảm bảo được bếp hiện đại quá mọi người. Không bị bỏ. Rồi cũng không bị lỏng. Rồi bây giờ thì em làm món gì em nhỉ? Dạ em làm bún Thái. À. Huế. Rồi đúng, theo tên của nhà hàng là bún không phải Huế không phải Thái ha. Dạ. Đầu tiên thì em sẽ trộn tầm bao nhiêu phút em? Dạ trộn tầm 30 giây. 30 giây. Rồi sao không tầm 30 đến 45 giây ha. Bắt đầu là em sẽ gắp topping. Chân nấm. Chân nấm. Đậu hũ. Đậu hũ. Chả. Chả nấm. Chả nấm. Chả nấm. Nấm đùi gà nướng. À, mình sẽ nướng trước ha. Dạ đúng rồi, nướng xong rồi nó có một mảng bự mình cắt ra sợi. Tai nấm nướng. Tai nấm nướng. Với nó to lên thua được. Tai nấm nướng đọt ok đủ hết chưa ha? Dạ đúng rồi.
Rồi sẽ qua bên phần nước lèo hả? À bên này. Cái nước lèo này là từ đâu phụ ra hết em ha? Dạ đúng rồi. Rồi. Tiêu. Rồi, đây là một phần bún không phải Huế không phải Thái của nhà hàng Sati mọi người ha. Đó một tô bao gồm có những cái loại nấm rồi chả đậu hũ, kèm theo đó là rau sống ăn kèm nè mọi người. Giá ha. Rau muống rồi các loại rau thơm, rồi chanh. Đó một phần rất là nhìn rất là đẹp luôn. Những cái tô của nhà hàng cũng đẹp nữa. Rồi cho mọi người thưởng thức món này nha. Đây là mình làm món gì đấy em nhỉ? Hủ tiếu thanh xuân khô. À hủ tiếu thanh xuân khô đúng không? Thì như bạn này đang sử dụng là bạn này đang phiêu tiêu nước dùng cho khách. À đây là cái món gì nhờ Đăng nhờ? Dạ, đây là món phở phải không em? À đây phở, là nước dùng của phở đúng không? Signature của quán. Ờ, dạ. Phở 38 năm đúng không? 38 năm thì cái nước này là được nấu từ nhiều loại rau củ. Ờ, rất là thơm luôn. Rất là thơm luôn, đúng rồi. Không khác, em nói đảm với anh là không khác gì phở mặn. À. Dạ. Cái mùi vị mà dân đứng ở bên ngoài, mọi người dân đứng ở bên ngoài quầy, không phải là quầy làm đồ ha, mà dân thấy cái mùi bốc ra rất là thơm luôn đó. Dạ. Bên trong nó có thấy có một mùi gì vị thuốc bắc không ta? Dạ có, tại vì thành phần của phở truyền thống là nó đã có những cái vị giống như hồi quế, nó là những cái vị thuốc bắc sẵn rồi, rồi. Nên nó sẽ phải có những mùi đó. Rồi ok, tiện thể luôn ha, thì dân cho nhờ bạn này mở thử dùm cho dân coi cái đây là trong này là nước lèo của những món gì đây em. Dạ, ở đây là nước lèo của phở. Ừ, dạ, phở. Trong đây thì trong hơn một xíu là nước lèo của hủ tiếu. Hủ tiếu. Dạ, rồi em cứ mở qua đi anh coi. Bên đây á là nước lèo của bún Thái và bún Huế. À bún Thái bún Huế. Đây dạ. Mình món nước thì có mấy loại ta? Bún không phải Thái không phải Huế chứ em nhầm tên. Ok. Phải đúng tên mới được. Không dạ. Sao, không sao, không sao. Dạ. À dạ mến thưa quý vị khán giả và các bạn. Thì bây giờ thì Dương sẽ thưởng thức một tô có tên là bún không phải Huế không phải Thái của nhà Sati mọi người ha. Hồi nãy thì Dương có khoe cho mọi người đó một cái tô bún thì rất là nhiều topping luôn, hầu như là tất cả những loại nấm nè, đậu hũ nè, chả nè, rất là thơm ngon. Rồi bây giờ thì Dương sẽ đây giới thiệu mọi người luôn ha, một ly nước ép cam của nhà hàng ha, tất cả nhà hàng tự ép ra hết mọi người ạ, không phải là những cái nguyên liệu nhà hàng nhập, những chai nước nhà hàng nhập từ bên ngoài đâu. À, cái chai này mọi người ạ, nhìn rất là xinh xắn luôn, đẹp ha, nhìn rất là chỉnh chu luôn về mọi thứ. Rồi Dương sẽ bắt một xíu chanh vô. Cái mùi nước dùng thì theo nãy Dương cảm nhận nó sẽ có một cái vị là vị thuốc bắc rất là thơm, thêm một ít rau sống mọi người. Tất cả đồ nguyên liệu đây thì Dương thấy rất là tươi nè, rất là ngon, sạch sẽ nữa mọi người, sang trọng. Một nhà hàng mà giá rất là bình dân. Mọi người nếu mà có đi ngang khu đường Phan Xích Long á nên thử mọi người ha. Rất đáng để mọi người trải nghiệm ạ. Rồi, có những hũ mà đây, dân mọi người cho mọi người coi luôn. Sa tế này, những cái hũ gì làm rất là đẹp luôn. Ừ. Xinh xắn quá chừng. Nó hũ nào nhìn cũng xinh xắn hết á. Dương bỏ một xíu sa tế ha. Đó. Rồi mời mọi người ăn trưa nha. Hiện tại bây giờ thì cũng hơi trễ rồi, khoảng cỡ 12 giờ mấy rồi. Những cái tô nhà hàng làm thực sự rất là sang trọng luôn. Trời ơi, ngon quá mọi người ạ. À.
Con được rồi. Cay nồng, cay vị chua chua. Wow. Ăn thật là không phải bị đói đâu mà ngon thật mọi người ạ. Cái chả cũng đặc biệt đó, nó không giống những loại chả chay mà trước em thường ăn những quán khác. Thật sự rất là béo. Ồ, béo béo dã man luôn à. Ngon quá. Thêm một chút rau sống mà mọi người ha, rau thơm mà. Đây là một không gian tất cả các tầng của nhà hàng đều có máy lạnh hết mọi người ạ. Địa có một cái ngã cái hè, mùa hè ở Sài Gòn 39-40 độ C á, bước vô một cái nhà hàng có không gian ấm cúng, kèm cái đó là máy lạnh và rất là sang trọng, mới nhà hàng mới á, khai trương luôn á, mọi người tranh thủ trải nghiệm nhé. Rồi dạ nấm ạ, trời quá nhiều nấm quá. Wow, ngâm nấm to luôn nè. Đó, nấm này là được xào trước rồi nên nó rất là thấm vị. Làm ly nước ép cam. Đậu hũ mọi người. Giá cả thì tầm khoảng cỡ từ 30-40-50 nghìn trong không gian một cái dịch vụ như thế này á, thực sự rất là đáng để trải nghiệm mọi người nhé.